Một cái lưu ý hết sức là quan trọng khi lần đầu tiên sử dụng cái then rút như thế này, kéo lên như vậy thì nó sẽ không có vấn đề gì. Khi hạ xuống thì chúng ta phải tuyệt đối lưu ý là không bao giờ để tay ở cái thanh như thế này, hoặc là ở trong đây. Cái tay của chúng ta nó phải, cái tay của chúng ta nó phải nằm ở ngoài cái then, và không phải nhấn hạ, không phải để tay như thế này và nhấn hai cái như thế này. À, sẽ làm ầm ầm ầm, đúng không? Không làm như thế này, không làm như thế này, để như thế này, sẽ dập xuống đây, trên cao hẳn một ô, trên cao một ô, cái tay để ở trên, nhấn ở đây, nhấn ở đây. Nó sẽ hạ xuống. Đây ở trên. Nhấn một bên, nó sẽ hạ một bên chút và nhấn ở đây, nó sẽ hạ xuống. Nhấn ở đây, nhấn ở đây. Cái tay phải nằm luôn luôn. Cái tay phải luôn luôn ở ngoài đây. Không để như thế này, không để như thế này.